Ta nên nhận chịu tất cả sự đánh đập trách mắng của tất cả hữu tình, sao lại đem lời nói và hành động tàn bạo đáp lại chúng. Ta nên hòa giải tất cả hữu tình, làm cho kính mến nhau, sao lại đưa ra lời lẽ hung ác để chống chọi chúng. Ta nên chịu đựng tất cả hữu tình dẫm đạp mãi mãi như đường xá hay như chiếc cầu, sao lại trở lại lăn nhục chúng. Ta cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề vì kiếm vớt khổ lớn danh từ cho hữu tình, làm cho đạt được niết bàn an vui rốt ráo, sao lại muốn đem khổ đến cho chúng từ nay cho đến tận đời vị lai ta nên như si như câm như mù như điếc đối với các hữu tình không phân biệt giả sử có bị chém đứt đầu chân cánh tay hoặc móc mắt cắt tai xẻo mũi cắt lưỡi cưa xẻ tất cả chi thể thân phần Đối với hữu tình kia ta quyết không khởi ác, nếu ta khởi ác, thì liền thối thất tâm cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác, chướng hại cho sự cầu trí nhất thiết trí, không thể làm lợi là ích an vui cho hữu tình. Này Khánh nhỉ nên biết là nói các Bồ Tát này nửa trường có thể thoát khỏi tội và phục hồi lại thiện pháp chẳng cần phải trải qua nhiều kiếp số như thế, chẳng bị ác mà làm dối loạn và mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề lại nữa khánh nghỉ, các chúng Bồ Tát cùng với những vị cầu thanh văn độc giác thừa như thế chẳng nên giao thiệp. Giả sử cùng giao thiệp thì chẳng nên cùng ở chung. Giả sử cùng ở chung với họ thì chẳng nên cùng họ bàn luận, xác quyết, lựa chọn nghĩa lý, chớ nhân việc này để tâm phát sanh giận dữ, hoặc lại phát sanh lời lẽ thô ác, chớ ngại quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cũng hư hoại vô biên pháp hạnh của Bồ Tát nếu các bồ tát cùng thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa cùng ở chung thì nên xem nhau như bậc đại sư cung kính tôn trọng vâng lời lại nghĩ chúng bồ tát kia là bạn lành chân tịnh của chúng ta đồng ngồi một thuyền đồng đi một đường đồng đến một chỗ đồng một sự nghiệp cùng học một thời gian cùng học một nơi chốn và học một giáo pháp nếu học như thế thì không khác nhau lại nghĩ nếu Bồ Tát kia chú ý nghĩ xen tạp thì ta sẽ cùng học chung với Bồ Tát ấy. Nếu Bồ Tát kia lìa ý nghĩ xen tạp thì ta sẽ thường cùng học tập với họ. Nếu có Bồ Tát khi học như thế thì mau chứng sở cầu trí nhất thiết trí. Bây giờ thiện hiện Bạch Phật. Bạch Thế Tôn nếu các Bồ Tát vì tận nên học, vì bất sanh nên học, vì viễn ly nên học, vì diệt nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Phật bảo thiện hiện. Nếu các Bồ Tát khi học như thế thì chẳng phải học trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn do duyên nào khi Bồ Tát học như thế chẳng phải học trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào Phật chứng trần như rất viên mãn nên gọi danh hiệu như lai ứng tránh đẳng giác. Như vậy chân như có thể gọi là tận cho đến diệt chăng? Thiện hiện Bạch. Bạch Thế Tôn không. Vì sao? Vì trần như vô tướng không thể nói là tận cho đến diệt vậy. Phật bảo thiện hiện. Thế nên Bồ Tát khi học như thế chẳng phải là học trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát chẳng vì tận nên học, cho đến chẳng vì diệt nên học, thì khi học như thế là học trí nhất thiết trí, cũng là học ban nhã, ba làm mật đa, cũng học địa lực, vô sao ý, vân vân của Phật và vô biên Phật Pháp khác. Thiện hiện nên biết nếu các Bồ Tát khi học như thế là đạt, đạt đến chỗ rốt giáo của tất cả sự học, thiền mà ngoại đạo chẳng thể chinh phục, rất chờ các điều ác, viên mãn các điều lành, phần ít hữu tình có thể học như thế. Thế nên Bồ Tát muốn dựa vào số hữu tình rất ít ấy thì phải siêng năng tu học phương tiện thiện xảo bát nhã và làm bật đa sâu xa.